Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Hiền Nhi xin kính chào quý khán giả và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh và Xí nghiệp. Hiền Nhi xin trân trọng được giới thiệu đến với quý vị vị khách mời rất quen thuộc của chương trình, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ vâng, thưa chào cô Hiền Nhi ạ. Dạ vâng, xin kính chào giáo sư. Dạ. Thưa giáo sư, không biết là trong thời gian vừa qua thì tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới có những cái thay đổi nào không? Đặc biệt là trong cái không khí holiday cũng như không khí ngày lễ hội đang cận kề, thưa giáo sư. Dạ vâng, dạ. Thưa như cô nói đó, hiện giờ là mình trong cái mùa lễ hội tháng 11, tháng 12. Dạ vâng. Không phải là ở Hoa Kỳ mà toàn thế giới luôn. Đó, thì công ăn việc làm bên Hoa Kỳ rất là tốt. Phần nhiều đó, những cái công ăn việc làm mới được tạo ra đó, nếu mà trên 150.000 công ăn việc làm thì gọi là khá khá. 175 thì tốt lắm. Nhưng mà hiện giờ đó nó còn tốt hơn nữa, là trong vòng mấy tháng nay đó, mấy liên tiếp đó, là mỗi tháng công ăn việc làm được tạo mới ra là 230.000 công ăn việc làm. Đó, nhưng mà ngược lại đó, tiền lương lại không thay đổi bao nhiêu. Đó, rồi top market thưa cô là nó từ đây tới cuối năm đó, nó vẫn tốt và có thể tốt hơn nữa, là tại vì luật thuế vụ liên bang thay đổi. Trong khi đó Dow Jones cứ luôn luôn khoảng 23.500 và có thể lên, khi mà mùa lễ hội vào thì nó kích thích nền kinh tế thêm. S&P 500 khoảng 2.580 cho tới 2.600, trong khi đó Nasdaq là khoảng 6.700 cho tới 6.770, nó thay đổi như đôi chút. Giá dầu thô vẫn lên ở cái mức là 56 đô la, gần như 57 đô la. Dạ vâng. Giá vàng thì khoảng 1.270-80 nó thay đổi đôi chút cô. Nhưng mà nền kinh tế vững chắc, tiền lãi thấp, nạn thất nghiệp khoảng 4.1-4.2%, trong mùa lễ hội có thể xuống nữa. Đó, rồi sự thay đổi của quỹ tiền tệ liên bang đã được thông báo, tiền lãi hiện giờ là không có gia tăng, nhưng mà cuối năm hay đầu năm có gia tăng hay không, có gia tăng thì cũng đôi chút thôi. Dạ vâng, thưa giáo sư, và cũng được biết là Tổng thống Trump vừa mới chỉ định những cái đề cử của mình cho cái ứng cử viên của cái vị trí mà giám đốc quỹ tiền tệ liên bang. Dạ vâng. Thì không biết là cái nhân vật này người sẽ thay thế bà Janet Yellen phải không, thưa giáo sư? Dạ vâng. Thưa ông này hiện đó là ông là một governor, một thống đốc ở trong quỹ tiền tệ liên bang. Dạ vâng. Ông làm việc rất là cận kề với bà Yellen. Ông là một luật sư và một người public servant, và một người đã làm trong ngân hàng, trong luật và trong chính quyền, một kinh tế gia 40 năm rồi. Đó, đường lối của ông nó gần như là nó đi tương đương giống giống như bà Yellen, và đường lối của bà Yellen thì cũng giống giống như ông Ben Bernanke trước đây. Dạ vâng. Cái sự thay đổi của quỹ tiền tệ liên bang nó khá đáng kể, là mình thấy hồi xưa đó, những vị tổng thống đốc của quỹ tiền tệ liên bang, tại vì quỹ tiền tệ liên bang nó tổ chức bằng những người governor, họ independent, họ hợp với nhau, họ đưa ý kiến và bà Yellen sẽ chọn. Thì cái style của ông Bernanke với Greenspan là cái người sáng chói, là tự mình nói ra, đôi khi nói người ta giật mình không hiểu tại sao là cái đường nói như vậy, nó rất là sáng chói, nó rất hay. Nhưng mà cái style của bà Yellen với ông Bernanke là by consensus. Có nghĩa là những governor như thế nào rồi mà họ rất là ôn hòa, và họ đưa tín hiệu rất là nhẹ nhàng, rất là cho nên cái không có shock ở trong cái market. Đó là cái cách rất là hay. Yeah, Bernanke và bà Yellen là như vậy. Uh-huh. Ông Tổng thống Trump đó, khi mà ông ứng cử đó, thì ông nói rằng bà Yellen không có tốt, là tại vì bà, cái đường lối của bà là tại bà bị được chỉ định bởi ông Obama. Là đưa tiền lãi thấp để cho có lợi cho đảng Dân Chủ. Nhưng mà khi ông lên tổng thống rồi, ông nói bà này làm việc cũng tốt, rất là tốt, thì ông cũng sẽ đưa là chỉ định bà. Rồi có ông Powell thì sau này ông đã tuyên bố rõ ràng rồi, còn phải, nhưng mà cái này phải qua Thượng viện chuẩn phê. Và một người nữa là một người economist, professor của Stanford. Dạ vâng. Nhưng mà cuối cùng ông chọn Powell này, tại vì ông Powell là cái star cũng giống như bà Yellen, có nghĩa rằng consensus, gọi bằng thỏa thuận, và nó rất là nhu mì, gọi là đưa tín hiệu ra, nó transparency, ở ngoài người ta biết rõ ràng.
Nhưng mà cái khác biệt giữa ông Powell và Janet là ở cái chỗ này. Bà Janet Yellen á, bà không có muốn bỏ đi những cái luật lệ rườm rà mà bó buộc ngân hàng. Tại vì những ngân hàng như cô nói biết đó là 8 năm về trước vô cái tình trạng gọi là quá tệ lậu đi, gian lận rồi cẩu thả. Luật liên bang rất là bó buộc. Bây giờ ông Trump muốn hủy bỏ hết. Bà nói không có được, hủy bỏ như vậy nó sẽ trở lại. Thì ông này là thuộc về đảng Cộng Hòa. Ông thiên về bỏ bớt nhiều chứ không phải bỏ hết cái luật lệ đó. Đó là cái lý do mà ông chọn ông này thay vì dạ bà Gia Linh, thưa cô. Dạ vâng. Dạ. Và hy vọng là với cái vị trí mới, những cái nhân vật mới này thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi đối với quỹ tiền tệ tư liên bang. Và thưa giáo sư, được biết đó là trong thời gian gần đây thì technology stock của những cái công ty như là Amazon, Google, IBM, những cái gương mặt như là Microsoft, Intel thì lại gia tăng. Có phải là vì mùa lễ hội cận kề mà stock của người ta lại lên như vậy không thưa giáo sư? Dạ thưa, mùa lễ hội thì chắc chắn là tốt rồi. Tại vì người ta sẽ mua những cái iPhone rất nhiều, họ vô computer, Black Friday này nọ. Nhưng mà cái stock của technology đã bắt đầu lên từ đầu năm, thưa cô. Nó cái cao điểm là tại vì ông Trump đó là một vị tổng thống chú trọng về business. Ông thường kêu cái Economic Council, những người technology CEO vào gặp ông rất là nhiều. Và họ được chú ý nhiều. Và cộng thêm đó là những cái công ty này đó là họ nhìn vào cái luật thuế vụ của đảng Cộng Hòa. Luật thuế vụ gọi là giảm thuế, và những cái thuế vụ đó ảnh hưởng đến những cái công ty về technology nhiều. Đó là lý do chính. Nhưng mà họ rất lo ngại về cái đường lối immigration của ông Trump. Là tại đường lối immigration của ông Trump đó là không cho gọi là nhập cư một cách dễ dàng nữa. Những cái hãng technology này á, họ lấy nhân tài từ ngoại quốc nhiều lắm. Dạ vâng. Thì đó, mà nếu giảm thì họ rất là ngại. Nhưng mà chung quy là tại vì những cái thay đổi về những đường lối kinh tế của đảng Cộng Hòa ảnh hưởng trực tiếp đến những cái hãng technology đó, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và được biết là công ty Apple về lợi tức và lợi nhuận của công ty này đã tăng tới con số là 19.7 tỷ đô la trong đệ tam cá nguyệt. Thì đây là một cái khởi sắc rất là đáng kể cho công ty Apple trong suốt thời gian vừa qua, phải không thưa giáo sư? Dạ đúng như vậy. Công ty Apple sở dĩ mà gia tăng như vậy đó, nó có hai yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất á, là cái iPhone á, họ vẫn còn bán rất là tốt. Nó là cái tên trên gọi là trên 2/3 cái lợi tức lợi nhuận của công ty. Những cái tablet á, iPad á, vẫn còn bán rất là tốt. Nhưng mà một cái thay đổi quan trọng hơn hết á, là cái thị trường bên Trung Quốc. Đó, trong thời gian liên tiếp cả năm trời đó, Apple nó mất đi cái market share bên Trung Quốc bởi cái công ty Trung Quốc tên là Huawei. Đó, nhưng mà tại tam cá nguyệt kỳ vừa rồi đó, họ lại tăng lên cái market share được. Đó. Thành ra hiện giờ Apple đang gặp rất là nặng nề cái sự gọi là cạnh tranh căng thẳng của cái công ty rất là lợi hại bên Trung Quốc, đó là Huawei, thưa cô. Dạ vâng. Và được biết đó là một cái công ty của Trung Quốc nữa, đó là Alibaba, là một cái gương mặt mới của thị trường chứng khoán. Thì cái lợi nhuận của công ty này gia tăng gấp đôi vì họ rất là tinh vi và lợi dụng những cái hiểu biết về thị trường của mình. Thì không biết là từ đâu mà họ có những cái thủ thuật này để mà sử dụng, thưa giáo sư. Dạ vâng. Đó là cái điều mà mình không thể coi thường, mặc dầu cái sự lo ngại của quốc tế hay nhất là cộng đồng Việt Nam về Trung Quốc, mình không thể coi thường họ được. Thật sự họ rất là giỏi. Họ giỏi về khoa học, về kinh tế nữa chứ không phải là vậy. Mặc dầu cái đường lối họ là độc tài đủ thứ hết, đảng trị. Nhưng mà công ty Alibaba như diều gặp gió. Họ lên như vậy và họ tiên đoán là năm tới có thể nhân gấp đôi. Họ cạnh tranh thắng với Amazon và những công ty khác. Nhưng mà họ dùng một cái technology á, nó tương đối khá, một cái khoa học khá mới. Ở khoảng chừng 4-5 năm nay. Nó gọi là data mining. Cũng như là đào mỏ, mà đào mỏ về data. Nó là một cái môn khoa học mới về IT. Nó rất là mới. Là tại vì đó, bây giờ đó, như cô biết đó, là phức tạp lắm. Bây giờ thì mình biết đó,
là người ta tiêu thụ, nhưng mà ai tiêu thụ, lứa tuổi nào tiêu thụ, thời điểm nào, mà data nhiều quá mình không biết cái nào là thật cái nào hư hết á đó. Thành ra đó là một cái data, là nó gọi là big data, là lấy tất cả data phức tạp, rồi có những cái computer rất là tinh vi và những người về chuyên nguyên đó họ phân phui ra. Ví dụ gần đây họ biết là cái lứa tuổi là nó gọi là Gen X, là một cái lứa tuổi khoảng mấy chục tuổi đó, hay là baby boomer là lứa tuổi nào, hay những cái lứa tuổi đó thì họ xài tiền như thế nào. Và họ gần đây họ chú trọng vào cái lứa tuổi từ 25 cho tới 37 tuổi rất là nhiều, là tại cái lứa tuổi đó data mining cho thấy đó là cái lứa tuổi này á, họ bỏ tiền ra để họ bắt đầu họ mua nhà, mà họ mua nhà họ sửa chữa nhà, rồi họ xài như thế nào, họ đã ở đâu. Thành ra họ Alibaba chú trọng vào cái khoa học đó để hiểu biết người ta tiêu thụ như thế nào, để làm chi, để họ quảng cáo và họ cho những công ty vào quảng cáo để bán đồ qua Alibaba. Và nhắc đến những cái công ty lớn tại Hoa Kỳ thì chúng ta không thể không kể đến T-Mobile và Sprint, khi mà hai cái hãng điện thoại rất là thông dụng, tên tuổi, rất là được nhiều người biết đến để đưa ra những cái, phải gọi là những cái thông tin là họ có thể sáp nhập lại với nhau. Thì không biết điều này có khả thi không thưa giáo sư? Dạ vâng, thưa cô, là cái này họ đã bắt đầu họ nói chuyện với nhau cả năm trời rồi, bàn tán xôn xao. Nếu mà hai bên á, mà nhập vào nhau đó để cạnh tranh với lại Verizon với AT&T đó, dạ vâng, thì điều thứ nhất á, là Bộ Tư pháp có cho phép hay không. Dạ vâng. Đó. Điều thứ nhì nữa là sự sáp nhập nó không phải đơn giản. Hai công ty có những cái ban giám đốc, họ nghĩ rằng thứ nhất là sự sáp nhập giá cả nó có công bằng hay không. T-Mobile muốn mua Sprint, nhưng mà Sprint cũng muốn có cái quyền để tiếp tục làm việc trong cái công ty mới. Nhưng gần đây cái sự tác nhập nó gần như tan rã rồi cô, là tại vì không phải là tại bộ tư pháp là cái giai đoạn sau nữa đó, là tại vì họ giá cả họ không đồng ý, hay là cái gọi là cái ban lãnh đạo mới đó có cho phép họ gia tạm hay không. Nhưng mà đó, cái trường hợp này đó tôi nghĩ rằng có thể tốt, phần nhiều đó cái sự sáp nhập với công ty nó xấu lắm, là tại vì những công ty mà họ sáp nhập vào nhau đó thưa quý vị, là họ có cái quyền lực mạnh hơn. Dạ vâng. Có càng nhiều công ty cạnh tranh á thì họ hạ giá nhiều. Đó, nhưng mà đôi khi có những sáp nhập, một vài sáp nhập nó có lợi, là tại sao? Là tại vì hiện giờ trong market share đó Verizon mạnh quá, AT&T mạnh quá. Mà nếu mà để riêng rẽ một ngày nào Sprint sẽ bị nuốt trứng luôn. Dạ vâng. Thành ra nếu mà Sprint nhập chung với lại T-Mobile có thể cạnh tranh mạnh hơn với hai công ty đó. Và đôi khi cái sự sáp nhập này nó sẽ đưa giá cả thấp, mình chưa biết. Nhưng mà hy vọng rằng họ sẽ trở lại cái bàn hội nghị để họ negotiate tiếp. Cái chuyện này nó mình chưa biết, nhưng mà hiện giờ thì thấy cái deal nó không có thành hình. Dạ vâng, thưa giáo sư, cũng có một số thông tin cho rằng cái luật thuế vụ mới mà Đảng Cộng Hòa đề cập tới, đó là sẽ giảm thuế cho những người có tạo ra công ăn việc làm hoặc là có những cái ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế. Thì cái luật này như thế nào và nó xấu hay tốt? Đây có phải là một trong những điều mà người ta nôm na gọi Tổng thống Trump là người giàu giàu thêm và người nghèo nghèo thêm phải không thưa giáo sư? Dạ vâng. Thưa thật sự nó có nhiều điểm như vậy, nó rất là đúng. Nó rất đúng. Nhưng mà cái điều chắc chắn là luật thuế vụ này sẽ kích thích nền kinh tế. Đó là chắc chắn. Dạ vâng. Rồi cái thứ nhì nữa cũng có điều chắc chắn đó, là luật thuế vụ này sẽ đưa Hoa Kỳ thiếu nợ thêm khoảng 1.4 ngàn tỷ đô la, $1.4 trillion, là tại vì giảm thuế. Thành ra nó không có rõ ràng là tốt hay xấu, kích thích kinh tế. Cái này cũng như nôm na là bây giờ đó Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều, cũng như một gia đình đó là đang thiếu nợ lắm. Đó. Mà giờ muốn sống sung sướng hơn để có xe cộ và đi vacation nữa, thôi giờ mượn nợ thêm rồi làm việc thêm, cái điều nó mạo hiểm lắm. Nó rất là mạo hiểm. Thành ra cái đạo luật của cái nó có nhiều version lắm. Cái version của Hạ viện đó mà ông Tổng thống Trump á support là như vậy, là hiện tại đó là cái tax bracket á, nó có 7 cái bracket lận. Thì ông nói là nhập chung lại 4 cái bracket thôi. Có nghĩa là lương trên 400 ngàn là đóng bao nhiêu, 39%, hay rồi mấy trăm mấy ngàn. 7 cái bracket nhập lại 4% thôi. Nhưng mà cái luật của ông á
là hồi xưa đó, bây giờ hiện tại đó là lương trên 400.000, 400-500.000 đó thì mình đóng thuế cái tax rate khoảng 39.5%. Bây giờ cái nếu mà cái luật, cái version của Hạ viện được chấp nhận đó thì phải trên 1 triệu lận mới đóng 39.5%. Thì người giàu nghèo dân là cái điểm đó. Tuy nhiên cái luật, cái đặc sắc của cái luật mới này á, là như vậy, là không phải nhà những người giàu nào cũng có lợi như nhau. Ví dụ như một người bác sĩ có nhiều phòng mạch làm lương 1 triệu đô đi, hay là những nhà là kiến trúc sư, hay là những nhà kinh doanh này nọ đó làm, thì cái luật này á, nó cũng thay đổi cũng không có lợi bao nhiêu. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà những người CEO đó mà có xí nghiệp chế tạo công ăn việc làm, hay những người small business làm LLC đó mà công ăn việc làm, thì có những cái tax break rất là lợi. Nó dạ, tạo công ăn việc làm, nó kích thích ở điểm đó. Và cái điểm kế nữa đó là corporate tax đó, sẽ giảm từ 33-35% xuống còn có 20%. Thì chắc nhiên là hiện giờ Hoa Kỳ là một trong hai quốc gia có là corporate tax cao nhất thế giới. Bao nhiêu hãng chạy qua ngoài quốc, nó sẽ đưa nhiều công ty về. Những cái điểm đó có lợi lắm đó. Nhưng mà giảm thuế một cách ồ ạt, hay là giảm thuế gọi là về gọi là tài sản truyền cho con cái, nó dĩ nhiên là có lợi cho ông lắm, khi ông truyền cho con cái không có phải đóng thuế nữa. Đó. Thì những cái luật đó thì dĩ nhiên là nó chung quy đó, thì cái cơ quan mà tôi tin tưởng nhất, mà thế giới tin tưởng nhất đó, nó gọi là CBO, là Congressional Budget Office. Cơ quan đó rất là tinh vi và rất là độc lập. Một cái đạo luật nào đưa ra, họ lấy khoảng chừng vài tuần lễ, một tháng họ nghiên cứu, thì họ tuyên bố rằng cái đạo luật này sẽ gia tăng cái gọi là mức thiếu nợ của Hoa Kỳ 1.4 ngàn tỷ đô la. 1.4 trillion. Hoa Kỳ bây giờ mượn nợ đó là 17-18 ngàn tỷ rồi, mà bây giờ gia tăng tới 1.4-1.5 là nhiều lắm. Đã đang thiếu nợ trả chưa nổi. Đó. Còn thích thích kinh tế có cần kích thích nên như vậy không? Tôi nghĩ là không.